khu đô thị chức năng Xuân Phương Villa Serra, Foresa Villa Xuân Phương đều là những dự án lớn tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, tại các dự án này đang tồn tại hàng loạt căn biệt thự, nhà liền kề vô tư thay đổi thiết kế, phá vỡ quy hoạch của cả khu đô thị. Hiện nay tại khu đô thị sinh thái Foresa Villa Xuân Phương thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, do công ty cổ phần Tasco làm chủ đầu tư, xuất hiện hàng loạt căn biệt thự, nhà liền kề vô tư thay đổi thiết kế, phá vỡ quy hoạch. Hiện nay tại dự án nêu trên đang tồn tại hàng loạt ngôi nhà ngang nhiên sửa chữa, xây dựng không đúng với thiết kế ban đầu, tự ý thay đổi kết cấu công trình nhằm tư lợi cá nhân, phá nát quy hoạch của cả khu đô thị. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đang diễn ra tràn lan, ngang nhiên đến mức không cần phải che đậy. Theo quan sát của chúng tôi, trong khi những căn biệt thự cùng trong khu đô thị này chỉ xây dựng kết cấu 3 tầng, 1 tầng áp mái, thì tại vị trí lô BT9 đang dần hình thành một biệt phủ nguy nga tráng lệ, có kiến trúc khác biệt hoàn toàn. Theo quan sát, tòa lâu đài sở hữu tới 3 mặt tiền được thiết kế xây dựng theo phong cách châu Âu trong một khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông, với rất nhiều chi tiết cầu kỳ, bắt mắt. Sát đó, dãy biệt thự mang ký hiệu BT10, hàng loạt căn biệt thự cũng đã được chủ nhân của nó thay đổi thiết kế công năng như thế này. Đặc biệt, căn biệt thự số 9 BT10 cũng được chủ đầu tư phá dỡ toàn bộ tường cũ. Có lẽ nếu không có sự ngăn chặn của chính quyền sở tại, thì không lâu nữa căn biệt thự này sẽ được thay đổi theo ý muốn của chủ ngôi nhà và góp phần phá vỡ quy hoạch chung của toàn khu đô thị. Bên kia tỉnh lộ 70, tại khu đô thị chức năng Xuân Phương Villa Serra, cũng đang tồn tại các vi phạm tương tự như ở khu đô thị sinh thái Foresa Villa. Hiện nay, tại khu đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, đang tồn tại hàng loạt căn biệt thự, nhà liền kề vô tư thay đổi thiết kế. Sau khi dự án được bàn giao, đã xảy ra nhiều dấu hiệu sai phạm, biến tướng sử dụng đất và xây dựng. Trong đó, hàng loạt các công trình được cơi nới, sửa chữa, không đúng với hồ sơ thiết kế, quy hoạch đã được phê duyệt. Nhiều biệt thự, nhà liền kề của dự án đang tiến hành sửa chữa rầm rộ như BT703, BT702, OV19-20, OV17-15. Đặc biệt, trong khi những căn biệt thự cùng trong khu đô thị này chỉ xây dựng kết cấu 3 tầng 1 tum, thì tại vị trí các biệt thự BT7.04, BT7.05, BT7.06, BT7.07, trong đó ký hiệu BT7 là lô góc giáp đường XB4 và XB7, lại xuất hiện một biệt phủ nguy nga, tráng lệ, có kiến trúc khác biệt hoàn toàn. Theo quan sát, tòa lâu đài sở hữu 2 mặt tiền được thiết kế xây dựng theo phong cách châu Âu trong một khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông, có hình chóp và lấy màu trắng làm chủ đạo, với rất nhiều họa tiết cầu kỳ, bắt mắt. Chạy dọc hai phía biệt phủ của dãy hàng rào được sơn son thép vàng, được thiết kế rất tinh tế. Phần vỉa hè gần như biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho dãy cây xanh và hoa hồng dài bao quanh căn nhà. Ngoài ra, còn có rất nhiều chậu cây cảnh được đặt theo chiều dài của tòa nhà. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, được biết căn biệt thự nêu trên thuộc sở hữu của một nữ doanh nhân hiện đang là giám đốc một sàn bất động sản lớn đặt tại đường Trần Hữu Dực kéo dài thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua đây thiết nghĩ, các cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm cần chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, xử lý dứt điểm các vi phạm đang tồn tại, phá vỡ quy hoạch chung của các khu đô thị nói riêng, quy hoạch đô thị của thủ đô nói chung nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.